Thưa quý vị, dạy học là sự nghiệp trong người, bởi thế người thầy đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kỹ năng và nhân cách người học. Đối với những người thầy mang màu xanh áo lính thì ngoài những phẩm chất cơ bản của một người thầy, còn phải giữ vững được phẩm chất của một người lính bộ đội Cụ Hồ. Phóng sự ghi nhận tại trường Đại học Nguyễn Huệ, trường Sĩ quan Lục quân 2. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1998, thiếu tá Đỗ Thị Quỳnh Anh được phân công về làm giảng viên khoa lý luận Mác Lênin của trường Đại học Nguyễn Huệ. Bỡ ngỡ, khó khăn trồng chất vì nhiều điểm khác biệt từ môi trường dân sự sang môi trường quân sự. Tuy nhiên, với trách nhiệm phẩm chất của người khoác trên mình áo xanh người lính, cô giáo Quỳnh Anh đã vượt lên bằng cách tự tìm tòi học hỏi nâng cao. Hàng ngày cô phải vượt hàng chục cây số đến thư viện quốc gia để tra cứu tài liệu nhằm phục vụ việc học và giảng dạy. Trong khi cái điều kiện mà khoa học công nghệ trên thế giới đang phát triển như vũ bão trên tất cả các lĩnh vực, thì cái khoa học quân sự nó cũng phát triển mạnh mẽ, và điều đó buộc chúng tôi cũng phải nắm bắt được các cái kiến thức khoa học quân sự để khi giảng đến đối tượng học viên, chúng tôi có được những cái ví dụ sinh động nhất và thiết thực nhất, giúp cho học viên nắm bắt được nội dung một cách bản chất. Ngoài những cái khó khăn tôi đã nêu, thì trong môi trường quân đội chúng tôi, đôi khi việc mà để hoàn thiện cái tác phong mô phạm nó còn phải gắn với cái tính kỷ luật. Cho nên chúng tôi cũng có những điều mà phải cố gắng nỗ lực hết mình thì mới có thể làm tốt được cái vai trò nhiệm vụ của mình. Điều luôn khiến cho những thầy cô giáo mặc áo lính ở trường Đại học Nguyễn Huệ luôn trăn trở là làm thế nào để truyền thụ kiến thức một cách hiệu quả nhất. Mặt khác, phải nêu gương về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lòng kiên trung để các thế hệ học viên noi theo. Trong nhà trường chúng tôi, học viên là những thanh niên mới nhập ngũ và đào tạo trở thành những sĩ quan trẻ của quân đội trong cái giai đoạn cách mạng mới. Thì chúng tôi phải có những cái trách nhiệm là dìu dắt các em, động viên các em phấn đấu để cho họ là vững tin vào cái lý tưởng mình đã lựa chọn, để làm sao họ có những cái động cơ phấn đấu đúng. Làm được cái điều đó thì trước hết là bản thân chúng tôi phải thật sự là mẫu mực về mọi mặt, là những tấm gương sáng truyền cảm hứng cho họ phấn đấu noi theo, để cho họ kiên định mục tiêu lý tưởng và từ đó họ ra sức phấn đấu rèn luyện để trở thành những cán bộ tốt của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới. Với nhiệm vụ cao cả là đào tạo nên những cán bộ chiến sĩ cho lực lượng vũ trang nhân dân, bên cạnh vai trò nhà giáo, các thầy cô giáo trường Đại học Nguyễn Huệ còn là những chiến sĩ góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Do đó, tấm gương tự học tự rèn luyện của những người thầy mang màu xanh áo lính càng trở nên quan trọng hơn.